Sau đây là phần cảnh báo vô cùng quan trọng cho Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam và đương nhiên cho Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng. Các người mau mắn họp Trung ương Đảng Cộng sản gấp và quyết định trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính ta, Minh Vương Việt Nam, đại diện chính phủ Việt Nam công bình bác ái, thiện lành, nhân bản. Và nếu các người trễ nải, thì các người có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào bởi hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong, có đầy quyền năng. Đây là những anh hùng chiến sĩ trận vong từ Nam ra Bắc, từ Bắc chí Nam, đã hy sinh cho chúng ta được sống. Và những anh hùng chiến sĩ này có đầy đủ quyền năng để tiêu diệt các người và cũng như tiêu diệt gia đình các người. Vì đây là linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đầy quyền năng đã được Cha Trời Giê-xu cho tỏ hiện ra để cảnh báo cho các người được biết gấp. Và sở dĩ tại sao những anh hùng chiến sĩ này sẵn sàng tiêu diệt các người là bởi vì các người không xứng đáng được sống. Nếu các người vẫn tiếp tục cố chấp kiêu ngạo, không nghe lời ta khuyên bảo và ra lệnh, thì các người sẽ bị tiêu diệt bởi vì Cha Trời Giê-xu và hàng triệu linh hồn chiến sĩ trận vong không muốn các người tiếp tục phạm tội để sau này linh hồn các người bị đày đọa nhiều ngàn năm kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Đó là lý do tại sao các người có thể bị tiêu diệt kể từ ngày hôm nay. Nếu các người vẫn cố chấp kiêu ngạo, không nghe lời ta ra lệnh, đây là ông bà tổ tiên chúng ta đã hiện ra để cảnh báo cho các người. Đây là ông rồng bà phụng, ông tổ bà tổ Việt Nam chúng ta đã hiện ra. Các người nhớ những gì mà ta vừa cảnh báo, bởi vì thời gian của các người hết rồi. Các người trễ nải, không nghe lời ta khuyên bảo, thì các người sẽ bị tiêu diệt bởi hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong sẽ tiêu diệt các ngươi. Đây là anh hùng chiến sĩ trận vong và đây là Cha Trời Giê-xu và đây là ông bà tổ tiên chúng ta. Ta làm hình màu đậm hơn và đây là khuôn mặt Cha Trời Giê-xu, ta làm hình màu đậm hơn. Còn đây là khuôn mặt Cha Trời Giê-xu, còn đây là anh hùng chiến sĩ trận vong sẵn sàng tiêu diệt các ngươi bất cứ lúc nào. Nhớ những gì ta cảnh báo ngày hôm nay vô cùng quan trọng và các người không được phép chậm trễ nữa, bởi vì các người có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào kể từ ngày hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2014. Linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong, hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong sẵn sàng tiêu diệt các người bất cứ lúc nào. Nhớ những gì ta cảnh báo ngày hôm nay. Đây, một ông rồng vĩ đại ở thế giới siêu nhiên sẵn sàng tiêu diệt các ngươi. Và đây là quốc kỳ nước Vương Đạo Đại Việt, tức là quốc kỳ nước Việt Nam công bình bác ái, thiên lành, nhân bản. Ta cho các người coi luôn và cho đồng bào Việt Nam chúng ta coi luôn. Đây là quốc kỳ của nước Việt chúng ta. Hình ảnh này hoặc là hình ảnh này đây, tùy đồng bào quyết định. Hình ảnh này, sư tử cha bảo vệ sư tử con, sách khải quyền của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng có nói về phần này. Hình ảnh này đã được hiện ra. Hoặc là hình ảnh này, chính phủ Việt Nam công bình bác ái đã thành lập và chúng ta dùng hình ảnh này là quốc kỳ của nước Việt công bình bác ái.
hoặc là hình ảnh này. Đồng bào quyết định đi, hình nào cũng được, một trong hai hình này. Một lần nữa, đồng bào mau mắn làm bổn phận của mình, nghe lời tôi khuyên bảo, đồng hành với tôi làm việc cứu nguy Việt Nam gấp và đồng thời góp phần cứu nguy nhân loại. Bởi vì chúng ta đã quá trễ nải và chúng ta không được phép trễ nải nữa. Đây là trang website để vào học hỏi và chấp hành gấp, bởi vì chúng ta không được phép trễ nải nữa. Đồng bào đã quá trễ nải, điều đó không thể tiếp tục xảy ra. Và đây là cao của chúng ta, những ai sẵn sàng thì hãy đi deposit tiền vào cao của chúng ta để phụ giúp chính phủ Việt Nam công bình bạc ái làm việc gấp. Hoặc là những ai muốn gửi check hoặc money order thì đây là địa chỉ để cho đồng bào gửi check hoặc money order. Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều hãy mau mắn lập công chuộc tội gấp, bởi vì chúng ta đã quá trễ nải. Đây là thông báo khẩn cấp từ Văn phòng Chính phủ Việt Nam công bình bác ái và đồng thời từ Văn phòng Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Tôi chính đây y sư Thánh Giống Phú Động Thiên Vương tại thế Vương Đạo Đại Việt phân lĩnh Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng làm việc bấy lâu nay. Kính thưa đồng bào quý mến, Cha Trời Giêsu và ông bà tổ tiên chúng ta, ông Rồng bà Phụng đã hiện ra trên mây kêu gọi người Việt Nam chúng ta mau mắn sám hối, đồng thời làm việc góp phần cứu nguy nhân loại. Đương nhiên, đồng thời làm việc cứu nguy Việt Nam gấp. Đây là khuôn mặt Cha Trời Giêsu hiện ra trên mây, hình màu gốc. Và đây là linh hồn của những hàng triệu anh linh, anh hùng chiến sĩ hiện ra trên mây để phụ trợ chúng ta làm việc cứu nguy Việt Nam chúng ta gấp. Linh hồn chiến sĩ, hàng triệu linh hồn chiến sĩ hiện ra phụ trợ chúng ta. Và đây là gia đình quốc gia Việt Nam công bình bác ái, thiên lành nhân bản đã hiện ra trên mây. Và đây có thể là quốc kỳ nước Việt Nam công bình bác ái của chúng ta. Hoặc là hình ảnh này, ông bà tổ tiên chúng ta, ông Rồng bà Phụng. Hoặc là hình ảnh sư tử cha bảo vệ sư tử con, về sách Khải Huyền có nói về phần này. Tôi là Minh Vương Việt Nam, vì thế Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng bà tổ tiên chúng ta hiện ra để bảo đảm việc làm của chúng ta. Vì thế đồng bào mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn. Những ai chưa lập công chuộc tội thì đây là cơ hội tốt nhất. Đồng bào may mắn, mau mắn gửi check hoặc money order về địa chỉ này để phụ giúp tôi làm việc cứu nguy Việt Nam gấp. Đây là Văn phòng Chính phủ Việt Nam công bình bác ái và đồng thời là Văn phòng Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào đã theo dõi phần tường trình khẩn cấp quan trọng này. Nhớ làm bổn phận của mình gấp, không được phép chậm trễ nữa. Thành thật cảm ơn. Tôi chính đây y sư Thánh Giống tại thế, vì thế đồng bào hãy vững tin. Chúng ta cần copy 12 phép lạ vĩ đại này, rồi chúng ta cùng nhau ra đường cầu nguyện từ Bắc chí Nam, từ Nam
ra Bắc, cũng như ở khắp mọi nơi trên thế giới có người Việt Nam, thì chúng ta cứ làm như thế. Khi chúng ta ôm những phép lạ vĩ đại này ra đường cầu nguyện, thì Trung Cộng sẽ bó tay và sẽ rút lui và sẽ không dám làm phiền chúng ta nữa. Và nhớ, chúng ta cần làm nhịp nhàng ở khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào có người Việt Nam ở khắp quả địa cầu này, hãy làm như thế. Hẹn điểm, hẹn thời giờ, cùng nhau nhịp nhàng làm như thế, cùng lúc thông báo cho các đài truyền thông, truyền hình, báo chí trên khắp thế giới được biết, thì chúng ta sẽ lấy lại danh dự và hòa bình của đất nước chúng ta một cách nhanh chóng, và cả cộng đồng thế giới sẽ quý mến và kính nể chúng ta nhờ 12 phép lạ này. Và đương nhiên từ đó họ sẽ không dám làm phiền.